Vâng, em xin chào tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn yêu lan rừng. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2020. Em xin được kính chúc toàn thể các anh chị một buổi sáng an lành. Ngày hôm nay thì video của chúng em sẽ cập nhật một số mặt hàng và các anh chị có thể đặt hàng luôn sau khi kết thúc video. Hôm nay em có kiếm xanh Huế, có kiếm tiên vũ, có lan kiều vàng, có lan cáo xếp, có lan phi điệp tím thuần, mặt hoa sổ số và lan kiều tím miền Trung thuần. Ok, trước khi em đi vào quay từng loại mặt hàng thì em sẽ ghi hình cho quý vị, anh chị, các bạn. Em hôm nay sáng dậy sớm em tưới lan, đó. Rất là mát mẻ các anh chị ạ, rất là mát mẻ, một không khí rất là mát. Đấy. Ok, hy vọng là những hình ảnh vừa rồi sẽ tiếp thêm cái động lực và cái nguồn năng lượng cho tất cả các anh chị, các bạn đam mê lan rừng, chúng ta cùng trải nghiệm và cùng trồng thêm nhiều giò lan rừng đẹp hơn. Và sau đây thì em sẽ không mất thời gian của quý vị, anh chị, các bạn thêm nữa. Em sẽ đi vào trong đấy ghi hình từng loại, từng giò lan một và em sẽ báo kèm thêm giá. Và giá đấy là chưa bao gồm phí ship vận chuyển nhé. Các anh chị nhận hàng, thanh toán cả tiền hàng, cả tiền cước cho nhân viên bưu tá. Và các chị, các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại 0868 376 205 và số điện thoại 0949 261 918 để đặt hàng. Các chị, các bạn xem hết video thì đừng quên đăng ký kênh của nhà em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Mặt hàng đầu tiên thì là một loại lan kiếm, và hiện tại bây giờ lan kiếm đang được rất là hot trên thị trường. Và em bán cái dòng lan kiếm này thì cũng giá trị thứ hai ở Việt Nam sau dòng kiếm Phan Chí thôi. Đó là kiếm lan kiếm xanh Huế. Kiếm xanh Huế thì em cũng nói thật là giá đợt này cũng khá là cao. Đấy. Chính vì vậy rằng là kể cả hàng nhập cũng như hàng vườn em bán ra thì cũng giá cũng phải nó cũng tương xứng với thị trường. Và các anh chị cân đối khi mua hàng, và em cũng mong là các chị các bạn là chuyển khoản trước khi mà lấy những đơn hàng này. Hôm nay có 4 cây kiếm xanh Huế, hàng lùn bản lá ngắn đấy, to. Cái này chúng ta gột được chắc chắn sẽ lên được khoảng 5-6-7 sen, bởi vì cái này nhà em làm trồng làm kinh doanh thôi nên nó chỉ được tầm khoảng 4 sen cho đến 4 sen rưỡi thôi. Em đi vào hình số 1, em bán 8 triệu kiếm xanh Huế số 1. Đây, hình số 1, củ khá là to các bác nhá. Đây, củ khá là to đấy, củ to rất là đẹp luôn. Đó. Lá láng hết nhá các bác nhá. Lá láng hết nhá. Đấy. Lá láng hết ạ. 8 triệu cho củ hình số 1 này. Đó. Em sẽ quay cho mọi người xem kỹ một tí. Cái này còn rất là ok nhá. Đây, mắt thước đây. Còn rất ok. Đó. Hình số 1 8 triệu. Hình số 1. Hình số 2 em bán với giá 9 triệu. Hình này có một vết cắt. Mắt thước vẫn còn nguyên lành. Đấy. Cây rất là khỏe, rất là lực ạ. Đấy, 9 triệu. Con này bản lá hơn 4 sen. Đây. Đó. Con số 2 này với giá là 9 triệu đồng. Em ghi cho hình số 1, hình số 2 đấy nhé. Ok, đây. Mọi người xem rất là kỹ cho em nhé. Em sẽ quay hình kỹ, không lỗi một cái lá nào. Hình số 3 này. Hình số 3 này tuyệt vời này. Hình số 3 bán 12 triệu đồng. Hình số 3 bán 12 triệu đồng. Đây, con này bản lá chắc chắn sẽ được 4 sen rồi. Đây. Đó. Đó. Xem lá cho em hết. Và quay sang củ nhé. 12 triệu con hình số 3 này. Một mẹ hai măng nha các bác nha. Đây. Cây bao đẹp cho mọi người luôn ạ. Đây ạ. Cây bao đẹp cho hình số 3 này. 12 triệu. Và hình cuối cùng là hình số 14. Em bán với giá là 14 triệu. Hình này cũng một mẹ hai măng. Hai măng, con măng này cũng rất là đẹp này. Đó. Đấy, các bác xem. Nhưng tại sao em bán 14 triệu? Bởi vì con này đã thành cây trưởng thành rồi. Đây. Đấy, con này đã lên một măng nữa. Hình số 4 ạ. Kết thúc phần xanh Huế ở đây, gồm có 4 hình. Hoặc anh chị ưng hình nào có thể điện thoại qua số điện thoại 0949 261 918 và số em trèo trên bài nữa để đặt hàng luôn nhé. Và các anh em không mặc cả nhá các bác nhá. Hôm nay hàng rất là đẹp nhá và chỉ có 4 hình thôi. Đấy, hàng rất là đẹp và chỉ có 4 hình thôi. Đó, kết thúc phần xanh Huế rất là nhanh gọn ạ. Và 4 hình dành cho các anh chị các bạn yêu dòng lan kiếm xanh Huế này. Đó. Tiếp theo một loại kiếm khác đó là kiếm Tiên Vũ. Tiên Vũ thì giá rẻ hơn, bắt đầu từ hình số 5, số 6, số 7 là kiếm Tiên Vũ này. Kiếm Tiên Vũ thì bản lá to hơn này. Tiên Vũ này hoa vàng nhé các anh chị nhé, hoa vàng lưỡi đỏ. Con này bản lá 5 sen.
Đây, hình số 5. Một củ duy nhất thôi em bán 280.000 cho hình số 5 này. 280k, không lỗi nhá. Không lỗi, 280.000 cho hình số 5. Và hình số 6 với hình số 7 em bán đồng giá. Đây. Không, bán bớt giá một tí đi. Hình số 6. Đây, cũng mảnh lá 5 sen đây. Con này rất là đẹp nhá, con hình số 6 này, một mẹ một con này. Đấy, một mẹ một con. Hình số 6 em bán với giá là 350, hình số 6 này. Đây, lá tầm khoảng 40 sen, 35 40 sen đổ lại thôi. Bao đẹp cho mọi người luôn nhá. Đó, 350. Hình số 7 em bán kém hơn một tí này. Đây, hình này có bị mất một cái lá nên em bán kém hơn. Cũng bản lá 5 sen nhé các bác nhé. Đấy, hình số 7. Quay rõ cho mọi người xem luôn. Hình số 7 em bán 300.000 đấy ạ. Đó. Hình số 8 là một hình kiều mỡ gà. Cao bằng. Hình số 8 đó là hai bó kiều mỡ gà cao bằng, hay còn gọi là kiều vàng cao bằng. Cái này thì lưỡi rất là đậm, lưỡi màu cam rất là đậm. Hình số 8 em có hai bó. Em bán lẻ với giá là 200.000 một bó. Nếu các bác nào lấy cả hai bó thì em tính với giá là 360.000. Hai bó là 360.000. Còn chúng ta lấy gộp hết, lấy từng bó một thì em bán 200.000 một phần. Ok, kết thúc phần kiếm tiên vũ và kiều mỡ gà cao bằng. Tiếp theo là dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo này là dáng hương đuôi cáo xếp em bán theo hình. Và loại này thì nó cũng khá là khan hiếm ở thị trường. Đấy, cũng ít khi kênh bán, có nhiều kênh bán thường xuyên như nhà em. Thì em bán với giá là 350k cho một phần nhé. Hình số 9, 350k cho anh em xem từng cây một. Đảm bảo không lỗi không hỏng từng cây. Đấy. Một cây. Hai cây. Ba cây. Đó, hình số 9, ba cây. 350. Hình số 4, hình số 10. Ba cây, một này. Cũng 350 nhé các anh chị nhé. Hai này. Ngày mỗi cây 4, 5, 6 cặp lá. Chủ yếu là 4-5 cặp lá là nhiều. Và có cây có hoa, có cây không còn hoa. Cáo dáng hương đuôi cáo hoa màu tím trắng, nở hoa vào tháng 6 nhá. Đó, hình số 10 cũng giá 350. Hình số 11 là hình cuối cùng, có 3 hình thôi hôm nay ạ. Hôm qua thì đăng lên thì có rất nhiều anh em ủng hộ và cũng đã hết ngay trong phiên ngày hôm qua. Đấy, một này, hình số này là hình số 11 nhá các bác nhá. Hai này. Đấy, có cây còn hoa, có cây mất hoa nhá. Và cây cuối cùng, cây số 3. Cũng 350 một hình nhá. Đây ạ, hình số 11, 9, 10, 11 là 3 hình dáng hương đuôi cáo. Giá là 350k một hình. Và đây là cách trồng dáng hương đuôi cáo. Cây giò này em đã trồng cho một vị khách hàng ở Hải Phòng. Chỗ này em bán 1,5 triệu. Chỗ này cây to đẹp hơn, đã bán nhá. Đấy. Đây là cách trồng dáng hương đuôi cáo. Đó, mọi người nhìn thấy là những cây nó thẳng đẹp, để trồng lên nó sẽ rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp. Tiếp tục, hôm nay em... mạn phép nhấc từ trên vườn của em xuống 3 giò phi điệp tím rừng Cao Bằng để giao lưu với mọi người. Hiện tại bây giờ cây rất là lực và mầm tơ mọc lên cực đẹp này. Đấy. Giò này mang số mã số 12. Giò này mang mã số 12. Có hai thân tơ này, mỗi thân dài tầm khoảng 10 cho đến 12 cm. Đấy. Thân hoa vừa rồi nó bị thối, em đã cắt đi rồi. Đấy. Có hai thân hoa nhưng mà đây nó bị thối đây. Hai thân hoa. Khóm này, chậu này bác nào lấy em giao lưu nhẹ nhàng với giá là 600.000. Cho cái chậu này hai thân tơ nhá. Lá tím ngắt luôn ạ, thân tím ngắt luôn ạ. Đây ạ. Đấy, lá tròn thân tím 600.000 ạ cho cái hình số 12 này. Cái này em thuần được năm đến năm thứ 2 rồi. Đấy, cây rất là đẹp luôn nhá. 600.000. 300.000 một khóm. Cái này có hai khóm hai thân. Hình số 13 là một hình rất đẹp. Đầu tiên em giới thiệu thân tơ trước này. Có 4 thân tơ. Mỗi thân tơ dài nhất được tầm khoảng 15 16 cm. Thân ngắn nhất được tầm khoảng 12 cm, 10 cm. Đấy, và hiện tại bây giờ thân hoa của nó có 3 thân hoa. Anh chị ạ, đây có 3 thân hoa đây. Và cái chậu này chúng ta mua về chúng ta có thể được ngắm hoa ngay. Đấy, với một cái chậu nó đẹp như vậy, 4 thân tơ, 3 thân hoa như vậy, em bán với giá là 1 triệu tư nhé các bác nhé. Mang mã số 13 là 1 triệu tư. Đấy, 1 triệu tư, và em sẽ đóng gói cẩn thận cho quý vị anh chị các bạn. Hiện tại sắp tới mùa hoa phi điệp rồi, nên là chúng ta có thể lựa chọn những cái chậu hoa này về chúng ta vừa xem hoa, vừa chơi luôn, vừa chăm sóc luôn. Chậu này đẹp nhất các bác này. Đây. Chậu này có 1 2 3 4 5 thân tơ. Đấy, thân dài nhất được tầm khoảng 25 cm rồi. Và thân ngắn nhất được tầm khoảng 15 cm. Đấy, còn hai ba thân còn lại nó bằng nhau, nó tầm khoảng 18 20 cm. Ok, và thân này có, chậu này có tận 4 thân tơ cơ. Đấy, chậu này có tận 4 thân tơ. Đấy, 4 thân tơ bao đẹp luôn này. Chậu này rất là đẹp, và lại cái tiện nhất là nó trồng ở trong chậu nhựa. Đấy, rất là dễ vận chuyển và rất là dễ đóng gói. Đấy, dễ vận chuyển, dễ đóng gói nhé các bác nhá. Thân rất là mập mạp ạ.
Đấy, hình số 14 em giới thiệu hơi kỹ một tí bởi vì nó khá là đẹp. Hình số 14 này em bán với giá là 1 triệu 6 nhá các bác nhá. 1 triệu 6 cho giò này nhá. Đấy. Đó, em sẽ quay tổng thể những cái giò phi điệp của nhà em hôm nay. Và phi điệp Cao Bằng mọi người cũng biết rồi, là những cái cây mặt bông khá là tương đối ổn định và bông cực kỳ đẹp luôn. Hiện tại bây giờ đang mùa phát triển nữa. Ba hình nhanh gọn trong khoảng thời gian vài phút thì em đã ghi hình xong. Cuối cùng em giới thiệu hai giò Lan Kiều. Đây là kiều tím miền Trung em trồng thuần được tầm khoảng 10 cho đến 12 tháng rồi. Hiện tại bây giờ cây rất là lực và đã có rễ hết rồi. Đây, anh chị xem. À, em chưa bón phân, các anh chị có thể về nhà có thể chèm thêm phân vào cho em. Đấy, phân có thể bón phân tan chậm, phân chuồn quế, phân dê, các loại phân vi sinh đều rất là ok nhé. Trừ phân ure nhé, và trừ phân đạm nhé, phân đạm không thể bón cho lan. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hai chậu này, một chậu em bán 250, chậu mang mã số 15 là 250k. Rất là đẹp và rất là xinh ạ, và giá thành cũng rất là hợp lý cho mọi người nhé. Đấy. Giò cuối cùng là giò mang mã số 16 em bán 300.000. Đây, giò này rất là nhiều rễ này các bạn này. Đó, rất là nhiều rễ. Đó. 15, 16 ạ. Là kết thúc phần kiều tím miền Trung, chỉ có hai giò thôi các anh chị ạ. Và hai giò lan kiều tím miền Trung này cũng kết thúc phần giao lưu các loài phong lan rừng tại kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng. Thì tất cả các anh chị các bạn xem qua, xem hết video thì ưng hình lan nào, ưng mặt hàng nào, ưng cây lan nào thì có thể là điện thoại ngay qua số điện thoại 0868376205 và số điện thoại 0949261918 để đặt hàng ngay. Cuối video thì em cũng kêu gọi tất cả anh chị em, các anh chị, các bạn yêu lan rừng hãy đăng ký kênh và ủng hộ nhà em nhiều thêm để chúng em sẽ có ra nhiều video mới và nhiều cái tương tác mới, nhiều cái chia sẻ mới để cho quý vị, anh chị, các bạn chúng ta cùng trải nghiệm và cùng chúng ta cùng giao lưu với nhau. Xin kính chào toàn và hẹn gặp lại toàn thể các anh chị, các bạn vào những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ.